đồn biên phòng Cửa Đại cử 37 cán bộ chiến sĩ cùng 2 cano, 6 tàu cá của ngư dân tiến hành trục vớt các phương tiện bị nạn. Đến hiện tại, lực lượng chức năng lai dắt được 4 cano cháy và dùng xe cẩu đưa lên bờ. 2 cano bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, bàn giao cho chủ sở hữu tháo máy, buộc neo cố định vào bờ. Trong hôm nay, lực lượng tiếp tục trục vớt 2 tàu gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bàng.